chúng trần màng này khó tránh khỏi nạn tai. Con ơi, có nỗi buồn nào khi cha mẹ xuống tay đâu. Những chúng sanh không lo tu trọn đạo hành, quỷ ma dập diệu tàn phá nhân sanh. Lòng ta đau quất nghẹn muôn phần, cha mẹ khóc các con nào có thấy. Những clip xưa con đã lên clip của con đó, đều có lệnh mẹ đã chuyển xây, nó cũng chưa thật sự để ra làm việc. Con ơi đau lòng, bây giờ biết phải làm sao? Biết phải làm sao khi chúng sanh không lo tu tròn giữ đạo? Một kiếp tốt ngắt mũi đặt để đi trở lại quê xưa. Ôi nỗi buồn nào khi nhìn các con sớm lớp. Con ơi mau đào tung đồn, địa cầu này chuẩn bị đảo xoay. Bao nhiêu cảnh tan thương dập dồn rồi đây phải chịu khổ sâu. Địa cầu giờ đây nát tan thành từng mảnh vụn, mà đời giới đạo cớ tranh nhau theo quỷ lỗi mà đưa đường. Rồi cho con đôi lời chút ít dòng chớ yêu thương, ta về đây bằng tâm linh sắc hồn vô vi. Không phải điện đâu con, ta ngỡ trong xác diệu phụng đã lâu rồi. Hãy chờ, hãy đợi một ngày nào đó mua ra căn tổng suối rồi sư mạng sẽ cùng chúng sanh cứu thoát khỏi sông mê biển trần. Con ơi nhấp nhô đau thương, để đêm nay xác và hồn của mẹ ngủ nghe gì đâu. Mẹ khi qua vào các con đi gọi rằng kinh hồn ập dập, tin hay không là tùy tất cả chúng sanh. Nếu giả tạm thì khó tránh được lưới trời lòng lòng. Thôi có bao lời cho ta nhắn nhủ, nhưng ta nói rằng trận chiến tập cân bình chẳng thể buông tha, và đập đó không bao giờ hắn gửi. Cho nên dòng nước xoáy tự nhiên sẽ tuyên chuyển, các con sẽ lâm cảnh lầm than y như thảm họa của kinh thánh của bề trên đó nha. Ôi đôi lời nhắn gửi, ta chặt con nha. Điển thiên mẹ rút rồi, ta chào Phật linh tự quốc tạo ở lại. Hãy cùng nhau yêu thương chúng sanh mà con kết nối, để tạo nhiều công đức nghe con. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Tại vì tỷ cũng đó cho nên điển mẹ về con được thanh. Với lại đêm ngày hôm nay mẹ về trong lúc đó 10 giờ 10 đó đệ, là mẹ đứng đó đầu của đệ của tỷ á, mẹ giơ hai cái tay lên bắt chú thì tỷ biết rằng mẹ. Nhưng mà mẹ nhắn gửi chút đỉnh thôi, tại vì diệu phụng cũng chưa có ra phần căn được nữa, thành ra cũng còn hỏng, cho nên khi mãi rồi tỷ bình thường không biết gì hết trơn. Có được chi sơ sót thì chúng sanh với gì mà đệ tạo từ bi xã dùm. Dạ. Anh đi đọc Phật. Dạ Nam mô Di Phật. Dạ quốc tạo xin hỏi tỷ Diệu Phụng đôi lời được không vậy? Nói trắng ra là tỷ bây giờ cũng như là bây giờ cái phần căn không trong người, thành ra cái đường đạo của tỷ thì chỉ biết cái phần nào của người khác làm thôi, nó không bằng cái phần căn về.
Dạ. Còn lúc xưa nên nếp của đệ là phần căn đang về đó, rồi định cho mẹ cho nói, còn bây giờ thì tùy duyên. À, tùy duyên đi ha, đi ha tỷ. Thì để Bạn hỏi cũng đi, không để phải. hỏi đệ tỷ tùy duyên trả lời cho đệ đi, chia sẻ giúp cho bà con. Thì đệ thấy là ở miền Bắc đó là người ta đang khổ sở về lụt lũ vậy đó. Rồi vậy rồi người ta liệu liệu mà lụt lũ nó rút hết rồi nó còn nữa không, hay là nó sẽ thêm một chặng giống như vậy nữa, hay là nhiều hơn vậy nữa? A Di Đà Phật, theo tỷ biết đó, tỷ biết là cái màn này là mẹ đang sắp phạt rồi. Mẹ làm như vậy là nơi những cái chỗ mà chúng sanh không tu á thì làm trước, cho nên sau này rồi cũng từ từ hết nè, từ từ khắp nơi càng ngày càng dữ dội. Năm nay tỷ thấy bão nó lạ hơn mọi lần đó, nó không có khác thường, bị gì linh tủ trục đó, thành ra nó khác thường lắm. Cái cơ của mẹ cho thấy là nhiều khi tỷ ở nhà là điển của mẹ về đó là mẹ cứ khóc hoài à, cho nên càng ngày càng sát phạt chứ không phải đơn giản như đâu đệ. Mà A Dạ Di Đà Phật. dạ Nam Mô Di Phật. Vậy cho để hỏi là miền Nam của mình từ đó giờ thì không có xảy ra cái chuyện này, nhưng mà ở trên mạng tất cả mọi nhà tiên tri cũng đều nói là thứ nhất là Âu Á lung tung nhộm máu đào, Âu và tới Á đó, ngoại nước ngoài là tới Việt Nam, còn cái thứ hai thì nói là Bắc và tới Nam. Vậy thì liệu mà ở ngoài trong miền Nam mình có cần phải chuẩn bị gì không? Tại vì mình nghĩ đừng nghĩ thấy người ta mà bị mà mình ở đây mình không bị á tí. Tỷ nghĩ là bây giờ là đều bị hết, cũng như là trong miền Bắc, miền Nam, miền Trung đó, tất cả bốn hướng đi, nơi nào cũng có hết trơn. Thì bây giờ á thấy mẹ làm như vậy, mẹ đã xoay chuyển, mẹ đã thác phạt vậy, thì bây giờ chúng ta nên tu. Giờ chỉ còn cách tu thôi, chứ còn bây giờ tiền bạc của cải không có bằng phước đức. Phải chậm chậm là đại phước đức cho mình rồi, chậm chậm để mà tu, chứ không phải không có đâu đệ ơi. Màn này kia bằng cuốn bất tất cả hết á. A Di Dạ Đà Phật ạ. dạ có một cái vị kia mới hỏi đệ các thầy, thì để cũng nhờ câu hỏi đó để hỏi tỷ. Thì người ta họ nói là người ta nhà người ta dưới Sóc Trăng á, người ta ở huyện Mỹ Tú luôn, người ta hỏi gì chứ chỗ người ta liệu có bão tốt tới đó không, hay là như thế nào để cho người ta cũng chuẩn bị, người ta tu hành hoặc là người ta chuẩn bị trước á tỷ. Mà A Di Đà Phật, theo cái phần của tỷ nghĩ đấy ha, là bây giờ chỗ nào cũng bão tố hết, không chậm thì lẹ. Mặc dù sát bên chúng ta có một luồng gió độc đó, đó hoặc là một cuốn phăng gì đó, thì chúng ta vẫn vững vàng đứng tại chỗ để mà niệm Phật, thì có thể là cái luồng gió đó và ngọn gió sẽ lách đi chỗ khác. Nó trắng là bây giờ cần niệm Phật, đừng đừng có chạy đâu hết trơn á. Thí dụ như cái vụ giặc miên á thì tỷ không nói gì, thì tùy cơn ứng biến mình trên lùa. Còn như cái vụ này tỷ thấy bây giờ chạy đâu nữa đệ, giặc giả chiến tranh rồi lũ lụt thiên tai như vậy chạy đâu nữa bà nữa đệ, chỉ còn ở trong phước đức, chỉ còn nơi bằng thiên để cầu nguyện thôi. Đưa tại gia cầu nguyện và đọc tụng kinh này nọ đó. Tụng kinh bây giờ hôm trước á, cái clip cấp nay là khoảng 5 6 tháng trước á, mẹ có báo cho tỷ á là gõ mỏ tụng kinh và trì chú. Nhưng bây giờ trong trong có 2 tháng sau thì bắt đầu mẹ không cho gõ mỏ tụng kinh nữa, mà phải chuẩn bị ngồi thiền niệm Phật Đại Bi Lăng Nghiêm và Thế Thủ Quy Y Tô Tất Đế Lăng Nghiêm để trừ được những cái thành phần đó. Bây giờ tỷ không nói dắt tối đó, tại vì không phải cử, nhưng mà cũng đã lên clip rồi, chúng sanh đã hiểu rồi. Chứ nếu không chúng ta bị mạng này nó bị sẽ bị nói lôi kéo hết. Nếu tu không vững, tu không vững là sẽ bị hết tất cả hết. A Di Đà Phật ạ. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Thì tỷ nói thì đại cũng sực nhớ lại lời của thầy. Thầy nói là bây giờ gặp việc thiết tha, bạc vàng có cứu anh mà hay không. Thì lúc này thì Quốc Tạo thấy ở ngoài vùng ngoài đó, quay cho mình xem đó, là những cái căn nhà mà giàu có bây giờ nó ngập 2 phần 3 hết trơn rồi. Có nghĩa là bây giờ không có chết người thì cái của cải đó cũng phải bỏ thôi, ngập vô A hết Di Đà trơn Phật. rồi, đâu còn gì nữa. Nó hay là giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Nó thì cũng tỷ cũng nói, nó nói bây giờ không ai cứu được mình hết, chỉ có là phước đức cứu mình, đúng không tỷ? A Di Đà Phật. Bây giờ cái thời cuộc này, thời mặt các phạt này, cuối cùng tầng này, thì bây giờ chỉ còn một cái mạng thôi.
Chỉ còn một cái mạng để mà chúng ta tu như vậy là quý rồi, dù có bị tai nạn hoặc bị dồn dập thiên tai nữa mà chúng còn sống thì cái đó là tốt nhất hết. Cho nên ráng tu giữ xác giữ hồn để về quê, chứ bây giờ để thấy đó khó mà tránh lắm, khó mà tránh cái nạn kiếp này lắm, cái dồn dập tới nơi rồi. A Di Đà Phật ạ. Dạ. À, dạ tỷ ơi thì mình để ở ranh giới như vậy rồi để có cần chuẩn bị cái gì không tỷ, cũng giống như là mình chuẩn bị đồ đạc hay là vật thể gì không tỷ, hay gạo thóc gì không tỷ? Để nói lương thực hoặc là để nói qua mấy cái khâu miên hả? Để Dạ nó để hai ý hả? ở bên gần sát Campuchia á. Không có ý của đệ nói là một ý nghĩa là dự trữ lương thực và một bên Campuchia là tức là giặc nó qua đó. Dạ Ý đệ đúng, hỏi dạ không phải đúng, không? dạ đúng, dạ đúng. Thì bây giờ để tu đi. Để tu thì chừng đó bè tranh chuyện với giặc miên làm sao mà biết được ngày nào. Tại vì đó chỉ có khi nào mà bề trên ra lệnh nói ngày giờ thôi. Tại vì ăn thua chúng sanh. Ăn thua chúng sanh nếu mà không chịu tu thì có thể trận giặc biên đến sớm. Còn nếu không thì y như bổn cũ của thầy mà để lại những kinh sách đó. Còn lương thực á, thì dĩ nhiên cũng phải dự trữ chứ bây giờ để nghĩ sao không dự trữ. Thì dù cho nó chừng nữa nó có trôi đâu nữa chăng nữa thì mình ăn không được người khác ăn. Chứ thật sự có phước mới ăn được, chứ không có phước rồi dự trữ bây giờ cũng không ăn được nữa. Nhưng mà phải dự trữ. Và những lương thực nào rất cần thiết khi mà bốc hốt vô miệng á, tức là chúng ta mò đó, những cái món đó lúc đó ta ăn, lúc đó thiếp với kinh hồn rồi đâu có còn để mà nấu nướng nữa đệ. Rồi những vật phẩm như là chai nhựa dán keo hết, muối hoặc là cái những cái gì đó là cơm khô và mì tôm cái gì đó phải vô chai dán hết. Tại vì khi mà giông gió giăng rồi là để trong nó còn được mà giữ được như xưa, nó bung hết trên làm sao được. A Di Đà Phật ạ. Và Nam Mô Di Phật. À, cho đệ hỏi một câu cuối cùng thì Đức Thầy có cho biết là Sài Gòn gia định ai ngờ nước đâu mà chảy lỡ bờ nước cây, thì hiện bây giờ mà miền Bắc ở ngoài nó đã có những cái điểm hiện tượng và nó đã xảy ra luôn những cái lũ lụt, vậy rồi Sài Gòn như thế nào tỷ, liệu mà có như cái lời tiên tri của Đức Thầy không? Thì nếu để nói như vậy thì những lời tiên tri của thầy giống đúng như dạng luôn vậy đó. Tại tiên tri của thầy đã mấy trăm năm rồi. Đó, có người 100 năm như vậy, à, có người 100 năm giờ vẫn như vậy không? Ăn thua chúng sanh, mà chúng sanh bây giờ y như cái cô kia nói, cô Lăng Tinh Căn nó nói đó. Mà bây giờ mà chúng sanh không chịu mà gỡ độc thì dĩ nhiên là bề trên sẽ sát phạt. Mà chỉ nghĩ là Cập Tấn Bình sẽ không bao giờ mà ngưng cuộc chiến Biển Đông. Điều thứ hai là đập nó không có ấy ra, không có nó không có gỡ như lời của cô gì nói cũng giờ tỷ quên rồi. Nó chỉ gỡ những cái đê nhỏ cho thoát thôi. Còn Sài Gòn á là bút ký của Đức Phật về Tây An nói là Sài Gòn sau này lưa thưa có mấy người thôi. Nguyên một tỉnh Sài Gòn chỉ có mấy người thôi đệ ơi, thì như vậy để biết là cái số tu rất là ít. Thì làm sao mà cầm chân giữ được cái thế thời bây giờ được. Dĩ nhiên là mẹ cha cũng phải là giải quyết nhanh chứ không có để nữa. Tại vì để thấy chúng sanh và cái người âm và người dương, người hữu huỳnh người vô huỳnh bây giờ nó đã tràn lan khắp nơi trơn, toàn là không có tu gì trơn. Nếu cắn ra đi không có tu sửa mà cứ nghĩ cái gì đâu không thì làm sao mà cha mẹ không đau lòng. lúc Anh này chỉ đọc là lúc này là là lúc này là cha mẹ là quay lưng để cho bóng bóng tối trừng phạt chúng sanh luôn hả, tỷ? A Di Đà Phật đang làm việc đấy, ở đây mẹ đang làm việc rồi chuẩn bị từ từ tới nữa, cho nên bây giờ phải tu tu việc nữa rồi. Còn Yeah. tận giật nhiên là tỷ sợ lắm, tại vì nửa đêm muốn hôm mình không biết được. Mỗi người có tâm linh thì nó khác, còn thanh thông tâm linh rồi nó trắng là đêm đó là dữ dằn lắm, khó tránh được mẹ ơi. Dạ. Tỷ thắc rồi hôm nay à, mẹ thấy là đông người mà chết ba hết 10 hết hết 7 phần, chỉ dọn dẹn chỉ thấy có ba người còn sống thôi. Đi mình nói như vậy là cái trận này tới Nằm mơ thấy hả tỷ? như là Phật hồi hôm chỉ thấy Thấy hôm đó thấy nay chỉ thấy rất là nhiều, nhưng mà tại vì
cái clip được rồi, rồi nay 5 tháng rồi mẹ không cho lên nói nữa, rồi phần căng cũng ẩn nữa, tại vì chưa thiệt rõ ra nhiều cái da nha, cái cơ nhiều hay lắm mà. À, thôi tại vì bữa nay hồi hôm nay mẹ dậy mới cho lên mấy 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 điện cho đệ rồi, để cho mẹ cha về ấy, chứ còn tỷ không có điện cho đệ đâu, tại biết sao không, chưa có duyên để ra là không nói chuyện được. Dạ đúng rồi, cái lúc trước tỷ nói cơ điển hay lắm, tỷ nói là ok lắm, người ta nghe người ta coi cái tỷ nói hay lắm. cũng chập chững thôi, mẹ cho ra để như con chó chuẩn bị làm việc đó, là mẹ cho đi săn, mẹ có nói mà cho đi săn, cho nên tên Quốc Tạo là chỉ có ra làm việc rồi thời gian sau rồi không có cho nữa. Có được sau một khoảng 5 tháng là mẹ kêu đánh mỏi chuông đó, là chỉ có ra tới nay bất tiêu không gặp ổng nữa. Nhưng mà tính thoảng thì mẹ hay về lắm. Dạ. Mẹ hay về ổng có tại Phật Tây An đó, ngày xưa mà đi hôm mùng mùng 5 tháng 8 hôm năm rồi đó, lên cả ngày dỗ tổ tổ trinh đó là tỷ không có đi, nhưng mà năm ngày sau mới đi, năm ngày sau đi xong tổ đình rồi tự nhiên cậu cậu có tỷ đứng trong tổ đình đó, tự tỷ thích rồi ta tỷ nói là về mà nhìn nói tỷ cùng không cho tỷ vô. Rồi khi mà tỷ đi ra ngoài cái lúc đó thân hình của tỷ nó nhẹ lông hồng vậy, tỷ mới mang qua bên chùa cái bên đó. Rồi lúc đó thì cái miệng cũng nói thầy về mà nhìn ở trơn, rồi khóc nức nở. Nức nở đi về cái vị kia chứ nói hô trời ơi tới ngày giờ thầy cây cẩu. Đó là tỷ cũng chưa biết nữa. Khi mà lên clip mà thì nói để đón thầy, nhưng mà khi mà thầy vô đang vô cũng sát rồi đó, là tỷ không có lên clip được, tại vì không cho nói. Mình ra tâm sự với đệ thôi, chứ không phải là mình đi xưng hô đâu. Thật sự có những cái giả cái thiệt, nhưng mà thật sự tỷ là cái gì đó chứ không phải là giả đâu. Nhưng mà trong tâm mình biết thôi, chứ còn cái xã hội này có gì đâu để gọi là giả với thiệt. Thiệt hay không giả thì tự mình biết, chứ không phải xưng đâu. Những lời nói nhiều khi cái khẩu ứng như vậy do bề trên, chứ tỷ có biết gì đâu. Như bây giờ mà để hỏi nhiều cái căn cơ là tỷ biết nhưng không dám nói, tại vì không có định nói với hai nữa, bằng căn tẩn tu rồi mẹ chưa cho nói. Thì chừng nào có cái duyên á thì có định nói thì tỷ sẽ điện cho đệ, chứ biết làm sao giờ. Dạ. Mẹ xuống tay rồi đó, mẹ nói mẹ xuống tay, mẹ không có ấy nữa. Rồi đất tiền gì đó, với mương gì đệ, để nói cho với cái chân quý vị đó, nên là mình bỏ với mương nào là bông súng, rồi lục bình, bông nước. Ở trên thì mình luyện rau gì đâu kia, trồng đại đi, để đói tới rồi là không kịp đó bạn, để tại nước ngập này là chết nữa. Lửa cháy gần nơi thì mình có thể cứu được, còn nước này là tối tất cả toàn cầu đó đệ. Mà A Di Đà Phật. Dạ. Có nghĩa là mình ý thì ý của tỷ nói là mình phải nên tập sống theo kiểu mà mình ở như tự lập mình nên đó ha. Tại lúc đó là nó không còn gì hết ha. A Di Đà Phật. À, chỉ cảm ứng thôi, chứ mà khi mà nước trôi rồi cũng còn mà ăn đâu. Thì chừng đó thì ngồi thiền đi, ăn điển là no chứ gì. A Di Đà Phật. À, tập ngồi đèn đi rồi ăn điển. Dạ. Dạ, dạ cảm ơn tỷ ha. Dạ Nam Mô Di Phật. Rồi có cái cơ nào nữa thì cho để hay giùm ha. Nó có lĩnh mới được, để ơi có Phật mà muốn nói thì nhiều lắm không có nói được. Có cơ về cầm căng mới về nói được. A Di Đà Phật.